Mình trong Trạm Ngôn Ngữ và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái bài đầu tiên của từ vựng chữ từ vựng cao cấp tiếng Pháp theo chủ đề đấy, Niveau Avancé, tức là trình độ này các bạn có thể là tiến tới là các bạn có thể đọc báo được rồi, đúng không? Thì sau những cái chuỗi video như thế này thì mình sẽ làm cho các bạn cái cách thức mà chúng ta đọc báo như thế nào và cách thức chúng ta suy nghĩ bằng tiếng Pháp như thế nào, đúng không? Qua cái kênh Trạm Cà Phê tại Pháp thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký thêm cả cái kênh đấy để mình có thể là livestream, mình sẽ giải thích và mình sẽ giải đáp cho tất cả các bạn những cái gì liên quan đến tiếng Pháp và cái cuộc sống tại Pháp, đúng không? Những cái thủ tục hành chính, và nếu như các bạn mong muốn là mở ngân hàng với mình thì mình có thể làm giới thiệu cho các bạn, đúng không? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái bài không, tức là cái bài đầu tiên trong cái chuỗi video như thế này. Thì khi mà cách đây gần 2 năm thì mình đã làm khoảng 3 cái video về từ vựng tiếng Pháp theo chủ đề trình độ cao cấp rồi. Tuy nhiên thì thời gian đấy thì mới đầu làm những cái video bài học đấy và mình chưa có kinh nghiệm, vì vậy cho nên mà mình mong muốn là sẽ làm lại những cái video như thế này cho những cái bạn mà đăng ký là thành viên để các bạn học một cách dễ hiểu hơn và chi tiết và hiệu quả hơn, đúng không? Thì nếu như mà các bạn mong muốn là đăng ký làm thành viên để học những cái video về từ vựng cao cấp thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký theo hai cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể đăng ký qua YouTube, đúng không nào? Thì cái cách thức đăng ký cũng giống như là đăng ký làm thành viên học những cái bài về video về ngữ pháp cơ bản, trung cấp và nâng cao, và những cái video về bài giảng trong giáo trình Taxi 1, 2, 3, các bạn hoàn toàn như vậy. Và nếu như các bạn ở Việt Nam, đặc biệt là các bạn chưa có thẻ ngân hàng, các bạn mong muốn là có thể chuyển khoản thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký làm thành viên với cách thức chọn gói, tức là các bạn có thể trả một lần và sau đấy là các bạn có thể dùng trọn đời luôn. Thì các bạn hoàn toàn có thể gửi mong muốn các bạn vào hòm thư mà mình đã ghi trên này, hoặc là nhắn tin qua cho mình qua Facebook Trạm Ngôn Ngữ thì mình sẽ trả lời luôn nếu như các bạn nhắn tin qua Facebook, đúng không? Và nếu như mà các bạn có thẻ ngân hàng rồi nhưng mà các bạn mong muốn là đăng ký làm thành viên chọn gói, tức là các bạn có thể đăng ký một lần và sau đấy các bạn học trọn đời luôn, học mãi mãi luôn, thì các bạn hoàn toàn có thể gửi mong muốn của các bạn vào hòm thư này và mình sẽ gửi thông tin cho các bạn. Và nếu như các bạn không thích vậy, các bạn thích đóng hàng tháng trên YouTube thì các bạn hoàn toàn có thể đóng, đúng không nào? Và các bạn có thể hủy bất cứ lúc nào, nếu như các bạn học xong hoặc là các bạn bận, tháng này các bạn bận, các bạn không học được thì sáng sau các bạn có thể đăng ký lại qua YouTube để các bạn học. Đấy là tùy theo ý muốn của các bạn, đúng không nào? Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vòng về cái giáo trình này. Cái giáo trình này là trong cái chuỗi giáo trình về từ vựng sơ cấp này, từ vựng trung cấp và từ vựng cao cấp, đúng không? Về từ vựng sơ cấp thì mình đã làm hết rồi, và thể theo nguyện vọng của các bạn đã học sơ cấp thì các bạn ấy mong muốn học trung cấp và cao cấp nữa. Vì vậy cho nên mà từ nay thì mình sẽ khởi động lại những cái video bài học như thế này song song với những cái video bài giảng trong giáo trình Taxi 3 mà mình đang làm trên kênh Trạm Ngôn Ngữ chúng ta, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn những cái chủ đề xung quanh những cái giáo trình này, đúng không nào? Đây là cái giáo trình mà các bạn đã xem, đúng không nào? Nó hoàn toàn bằng tiếng Pháp, vì vậy cho nên mà các bạn có mong muốn là học với mình để nghe cái sự giải thích của mình và các bạn có thể hiểu hơn và các bạn có thể đẩy nhanh cái tiến độ học tập hơn. Vì vậy cho nên mà các bạn mong muốn mình làm, và mình quyết định là mình sẽ làm song song với các bài giảng Taxi. Và nếu như các bạn mong muốn học tiếng Pháp một cách nghiêm túc, tức là các bạn học có thể các bạn thi lấy bằng DELF B1, B2 hoặc thậm chí là DALF C1, C2 chẳng hạn, để các bạn phục vụ cho cái quá trình du học ở bên này, đúng không? Thì các bạn hoàn toàn có thể học những cái giáo trình này kèm theo là những cái video bài học về giáo trình Taxi và những cái video về ngữ pháp, đúng không? Thì mình tin chắc rằng mà nếu như các bạn học hành một cách nghiêm túc những cái video bài học như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể thi lấy bằng DELF B1, B2 được, đúng không? Ok, thì đây là những cái chủ đề. Thì những cái chủ đề trong cái trình độ Avancé này thì chúng ta có 28 chủ đề như là các bạn thấy ở đây, đúng không? Và những cái những cái từ vựng theo cái chủ đề này thì nó mang hơi hướng là nó có thể là phục vụ cho các bạn trong cái quá trình du học, bậc đại học hoặc là bậc thạc sĩ, đúng không nào? Hoặc là trong cái quá trình mà các bạn giao tiếp hàng ngày để các bạn hiểu hơn, hoặc là trong cái quá trình mà các bạn đọc hiểu. Ví dụ như các bạn mong muốn đọc báo thì các bạn có thể cung cấp những cái từ vựng như thế này thì các bạn cũng có thể dần dần đọc hiểu được. Tuy nhiên thì cũng giống như là tất cả những cái mọi ngôn ngữ khác thì những cái từ vựng trong những cái sách này nó không thể đầy đủ, nó không thể hết được, đúng không nào? Vì vậy cho nên mà các bạn có thể học dần dần và các bạn có thể học hàng ngày, đúng nào? Các bạn có thể, cái quá trình học ngoại ngữ là cái quá trình mà các bạn học hàng ngày, một cái quá trình mà nó không bao giờ dừng lại, đúng không? Ok. Đây ví dụ như là chủ đề thứ nhất là les mesures hoặc là les quantités thì đo lường và số lượng, đúng nào? Chủ đề thứ hai là les formes này, les matériaux này, et les textures. Thì đây là tất cả những cái hình khối. Nếu như mà các bạn học về vấn đề về hình học không gian chẳng hạn, đúng không nào? Thì các bạn cần phải trang bị cho mình những cái từ vựng như thế này, đúng không nào? Thứ ba là les objets này, lumière et couleur, đúng không nào? Thứ tư là le jardinage et le bricolage, đúng không nào? Thứ năm là la cuisine et les recettes, đúng không nào? Thứ sáu là les mouvements này, les gestes này et les postures. Thứ bảy là l'apparence physique này. Thứ tám là le sport. Thứ chín là la santé này, la consultation médicale. Thì nếu như các bạn ở Pháp thì các bạn không tránh khỏi là bị ốm đau, đúng không nào? Và cái văn hóa Pháp là khi mà ốm đau thì chúng ta không thể ra pharmacy, đúng không nào? Chúng ta rất ít khi mà chúng ta ra trực tiếp pharmacy, tức là những cái cửa hàng, những cái hiệu thuốc để chúng ta mua thuốc như ở Việt Nam một cách dễ dàng được, mà chúng ta cần phải đặt hẹn với bác sĩ gia đình và sau đấy là các bạn đi khám và các bạn cần phải có hóa đơn để sau đấy các bạn cầm hóa đơn để các bạn đi mua thuốc, đúng không nào? Thì nếu như mà các bạn ở những cái các bạn đi du học, các bạn học ở những cái ngành khác và các bạn không học ngành y dược thì các bạn hoàn toàn có thể thiếu những cái từ vựng trong cái chủ đề này. Thì nếu như các bạn không học thì các bạn hoàn toàn có thể không biết được, đúng không nào? Thì đây là một cái cách học mà các bạn có thể áp dụng một cách hiệu quả nhất và từ đấy là các bạn có thể nhớ hơn trong những cái trường hợp cụ thể, đúng không nào? Tiếp theo nữa là le caractère et la personnalité. Thì những cái chủ đề này chúng ta đều đã học trong cái trình độ sơ cấp rồi, chúng ta đã học trong cái trình độ trung cấp rồi và bây giờ chúng ta học trong cái trình độ cao cấp. Thì các bạn thử xem là những cái từ ở những cái trình độ khác nhau thì chúng ta sử dụng nó khác như thế nào, đúng không nhỉ? Thì cũng là một cách để chúng ta học tập và sau này chúng ta khi mà viết bài luận thì chúng ta sẽ có thể chọn lọc ra những cái từ mà phù hợp nhất, đúng không nào? Và đúng ý của chúng ta nhất để chúng ta truyền tải cái vấn đề mà chúng ta mong muốn, đúng không? Tiếng Pháp là một cái ngôn ngữ nó rất là giàu, vì vậy cho nên mà những cái từ trong những cái hoàn cảnh khác nhau thì nó sẽ có những cái từ nó biểu đạt chính xác những cái tình huống, những cái hoàn cảnh như vậy, đúng không nào? Và cái giáo trình này cung cấp cho các bạn những cái từ vựng và hơn nữa là những cái từ vựng trong cái hoàn cảnh nhất định mà chúng ta có thể dùng, đúng không nào? Tiếp theo nữa là chủ đề số 11 là la vie affective này, 12 là les réactions émotionnelles này, đúng không nào? 13 nữa là la vie intellectuelle này, la volonté này, et l'action này, la combination. La communication tức là những cái truyền thông hoặc là giao tiếp ấy, là cái chủ đề này chúng ta đã gặp ở sơ cấp này, trung cấp, cao cấp này, đúng không nào? Và những cái chủ đề này rất hay giao khi mà chúng ta thi đen hoặc thi đáp, đúng không nào? Tiếp theo nữa là những cái thủ tục hành chính, ví dụ như là la poste này, les services này, l'administration này, đúng không nào? Tiếp theo nữa là cái hệ thống giáo dục, l'enseignement supérieur et la recherche, đúng không nào? Dành cho các bạn học cái bậc thạc sĩ, là bậc tiến sĩ, đúng không nào? Nghiên cứu, đúng không? Thứ sáu là le monde de l'entreprise, tức là cái văn hóa doanh nghiệp là như thế nào, đúng không nào? Tiếp theo nữa là l'économie et le commerce. Đây là những cái từ vựng về cái chủ đề mà kinh tế thương mại, tài chính, và chúng ta đã có một page về cái mở ngân hàng online hoặc là cập nhật cho các bạn những cái từ vựng về ngân hàng, đầu tư tài chính tại Pháp. Thì nếu như các bạn mong muốn, mà đặc biệt là các bạn ở Pháp các bạn chưa có ngân hàng online, thì các bạn hoàn toàn có thể mở ngân hàng online với mình và các bạn hoàn toàn có thể lấy tiền thưởng, và những cái số tiền đấy nó rất là quý, đúng không? Nó rất là cao. Ví dụ như là các bạn có thể được thưởng 70 ơ, có khi là được hơn 200 ơ. Có đợt thì các bạn thưởng hơn 200 ơ dưới sự giới thiệu của bên mình. Thì các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng số tiền đấy để các bạn có thể là ăn được một tháng chẳng hạn, đối với sinh viên một mình, đúng không? Chỉ bằng cách là 5 phút điền đơn và sau đấy là chúng ta có thể có những cái tiền thưởng như vậy. Thì nếu như các bạn chưa mở, các bạn có mong muốn mở, đúng không nào? Và các bạn biết là bên cạnh các bạn có ai mong muốn mở thì các bạn hoàn toàn có thể giới thiệu tới Trạm Ngôn Ngữ, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn và sau đấy là mình sẽ chuyển tiền thưởng cho các bạn nữa, đúng không nào? Ok, tiếp theo đấy là chủ đề số 20 là Les Sciences lấy technology, khoa học và kỹ thuật. Thì đây là những cái chủ đề cũng rất là hay và cũng rất là hay giao khi mà các bạn thi DEN hoặc là thi TCF, đúng không nào? Hoặc là các bạn thi DALF nữa, đúng không nào? Không chỉ là những cái bài viết luận mà còn các bài đọc hiểu và các bài những cái bài thi nói nữa, đúng không? Những bài thi nghe nữa. Thì nói chung là những cái chủ đề này thì các bạn nên biết những cái từ vựng và những cái bối cảnh sử dụng những cái từ vựng đó như thế nào thì các bạn nên biết, đúng không nào? Tiếp theo nữa là cái chủ đề về les médias, tức là những cái truyền thông, đúng không nào? La presse, tức là những cái tạp chí, báo, đúng không nào? Họp báo, đúng không? Les crimes et les faits divers, tức là những cái tội phạm và những cái sự thật, đúng không nào? Những cái sự kiện, đúng không? L'environnement, môi trường. Cái phần môi trường này cũng rất là hay giao khi mà chúng ta thi TCF là DEN DALF này, không thể nào tránh khỏi được. L'environnement là cái chủ đề môi trường, và ngay cả khi thời sự thì hôm nào cũng nói về môi trường hết, đúng không? Tiếp theo nữa là la politique et la société, tức là về chính trị và xã hội, đúng không nào? Thì những cái vấn đề này chúng ta rất hay gặp khi mà chúng ta bốc thăm những cái đề thi nói hoặc là những cái đề thi đọc hiểu, đúng không? Nói chung là đọc hiểu, nghe hiểu đều nó nói về tất cả những cái chủ đề nổi cộm như thế này, đúng không? Tiếp theo nữa là les arts plastiques này, nghệ thuật này, đúng không nào? Les arts du spectacle này, đúng không? Le cinéma et la photo này, đúng không? Le livre et la littérature, tức là sách và văn chương đấy, đúng không nào? Thì cái chủ đề trong cái cuốn cao cấp này thì người ta sẽ bổ sung thêm những cái chủ đề này, đúng không nào? Còn ở sơ cấp và trung cấp thì chúng ta chưa có, và những cái từ vựng này cũng rất là hay, đúng không nào? Và chúng ta sẽ cùng nhau học trong cái cuốn giáo trình này. Mình sẽ làm những cái video cực kỳ chi tiết cho các bạn. Các bạn học các bạn dễ hiểu hơn. Ví dụ như chủ đề thứ 2 chúng ta học về những cái khối hình học như thế này. Nếu như mà các bạn học về toán hoặc là các bạn học sang đây các bạn học cấp 3 hoặc là học đại học, đúng không nào? Thì các bạn chưa gặp những cái từ vựng này bao giờ thì các bạn hoàn toàn có thể học và các bạn hoàn toàn có thể dùng, đúng không nào? Và kèm theo đấy là những cái biểu đạt, đúng không nào? Những cái biểu đạt mà biểu đạt về hình ảnh, tức là nó có hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng, đúng không nào? Thì nếu nói theo tiếng Việt thì những cái diễn đạt này thì người Pháp rất hay dùng trong cái lối nói hàng ngày, kèm theo là những cái rất hay dùng khi mà trong sách báo người ta viết, đúng không nào? Thì các bạn có thể là bổ sung thêm, đúng không? Ok, và cái bài giới thiệu ngày hôm nay mình kết thúc tại đây, và nếu như các bạn quan tâm thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký làm thành viên để các bạn có thể truy cập được hết những cái video bài học như thế này, và mình sẽ làm cho các bạn, đúng không nào? Kèm theo là những cái video về bài giảng trong cái giáo trình Taxi 3 mà mình đã làm đến bài số 9 rồi. Và mấy hôm nay thì mình có việc cho nên mình chưa làm được, và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm cho các bạn, đúng không? Xen kẽ với những cái video về từ vựng và từ vựng trung cấp và từ vựng cao cấp nào thể theo nguyện vọng của các bạn. Trước các bạn đã đăng ký từ vựng học từ vựng sơ cấp rồi nào. Và nếu như các bạn mong muốn học những cái video về từ vựng sơ cấp hoặc là những cái video về giao tiếp tiếng Pháp trên chủ đề sơ cấp và trung cấp thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký làm thành viên. Và các bạn nếu như các bạn chưa biết cách đăng ký làm thành viên như thế nào thì các bạn hoàn toàn gửi mong muốn các bạn vào hòm thư mà mình đã ghi trên này, và mình sẽ giới thiệu các bạn mình sẽ chỉ ra cho các bạn cách thức đăng ký làm thành viên như thế nào, tùy theo mong muốn của các bạn. Ok, và cái video giới thiệu này kết thúc tại đây, và hy vọng là được gặp lại các bạn trong những cái bài học này. Và mình rất vui khi mà các bạn có thể like hoặc là các bạn có thể giới thiệu các bạn khác vào. Các bạn ấy có thể làm chí ít là có thể đăng ký kênh, hoặc là các bạn ấy có thể là đăng ký làm thành viên để học về Trạm Ngôn Ngữ cùng với các bạn chẳng hạn, đúng không? Ok, bài học ngày hôm nay, cái bài giới thiệu ngày hôm nay kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi học lần sau. Bye bye.